chào chị, em ở bên LG, hôm nay em có nhận lịch giao chị một chiếc tủ lạnh. Chị kiểm tra qua giúp em nhé, tủ khi giao đến là tủ nguyên đăng linh kiện mới 100%. Rồi em bóc đi. Vâng ạ, sau khi bóc sản phẩm ra, đây là sản phẩm nguyên đai nguyên kiện, chị có thể kiểm tra qua vấn đề ngoại quan sau khi bóc sản phẩm. Rồi, nói cho em nhìn thấy ok. Ok ạ, có thể là mình ngại về vấn đề di chuyển ấy, thì tủ nó có hệ thống bánh xe ở dưới hết. Dạ. Đấy, thì tất cả nó di chuyển đều bằng bánh xe hết. Nếu mà mình có yêu cầu cho cố định vào đây luôn thì em sẽ tiến hành em chỉnh cái chân. Thôi, cứ để như vậy. Ok. Em giới thiệu qua một số tính năng của sản phẩm nhé. Dạ. Tủ này thì sẽ có chức năng làm giá tự động và lấy nước tự động. Khay chứa nước này của nó thì dung tích của nó là 4 lít. Đó, mình cho nước sạch vào đây. Lấy nước đầy thì mình đẩy vào đây. Mình nhớ lưu ý đẩy kỹ tay giúp em. Đấy, khi mà mình đẩy nó sẽ có tiếng kêu nhỏ của bơm. Thì chứng tỏ là cái khay nước này mình đã đẩy vào đúng vị trí rồi. Đây là sẽ là cái buồng đá tự động. Đây, nó sẽ có hướng chức năng mở đây. Đấy, buồng đá tự động ở trong này. Mình sẽ tắt bật tính năng làm đá tự động. Có thể... Mình cũng đổ nước vào đây. Không ạ, nước nó sẽ hút từ đây hút lên chị à. Đấy, motor nó quay thế này. Chỉ cần đổ nước vào đây đúng là rồi. Đều sử dụng được. Vâng. Vậy cái này là sao? Ok, ở đây nó sẽ có nhiều chức năng. Ví dụ chức năng Express Freezer là chức năng làm lạnh cực đại. Đây là Freezer, tức có nghĩa là ngăn đông. Fry này hoặc là Radiator nó ngăn mát. Thì mình cứ để đây Radiator là 6 hoặc 7, còn Freezer âm 18. Khi mình sẽ kết nối app với điện thoại cũng giống như là máy giặt hay là TV, mình sẽ kết nối qua app ThinkQ hết. Đó thì chị theo dõi được cái sản phẩm của mình nó đang ở chế độ nào, sử dụng ra sao. Những cái tính năng này nó chỉ là tính năng cơ bản, nó rất là đơn giản. Nhưng mà khi mà chị cài đặt app ThinkQ ấy, nó sẽ có nhiều cái tính năng, nó đa dụng hơn, đa nhiệm hơn. Tôi hiểu rồi. Ok. Đây, thôi em xin phép em bàn giao lại sản phẩm cho chị. Chị kiểm tra qua cho em một lần nữa. LG xin cảm ơn chị đã tin dùng sản phẩm. Rồi, cảm ơn. Vâng ạ. Cảm ơn chị ạ.